Ok, và bây giờ thì mình sẽ làm clip nha anh em. Ngày mai là có sự kiện, xong bữa nay là làm clip cho nó sắp kia. Ngày mai sự kiện tai liệt tới rồi. Ai, chỉ còn một ngày nữa thôi anh em à. 7 giờ ngày mai chúng ta sẽ có sự kiện nha. Sự kiện đời thần thánh đã tới. Đây, cái này mình like ra được cùng tháng nữa nè. Giờ phải đợi chờ nữa. Cố gắng này càng nhiều càng tốt. Đợi giờ 11 phút. Tới đâu rồi, điêu và sáo, Yu Fury, Collect Food. Ok, bây giờ mình sẽ Collect Food. Chữ kim cương và phút càng nhiều càng tốt nha anh em. 3 triệu gold thu gom luôn. Ok, hai giờ nữa thôi. Castle. Đây, luyện quá của vòng tháng này đi. Ok, luyện quá vòng tháng này cho nó ra nhiều sao. Ok, cho gồng ăn 4 lần. Season Pass là mình được gần 8k rồi. Chi tìm kho báu. Ok, xong. Xong có một dòng xong. Tiếp. Một trận bí kíp vô công. Nhiệm vụ lan bét. Xong chiến một trận ao nè. Ây, quên bước nữa. Nó bị cầm lại em à. Chín giờ 41 phút nữa có chiến lan luôn rồi, cố gắng thôi em.
phải cố gắng đánh tàu ngầm nhiều nha. Đánh tàu ngầm đi kiếm vé nha anh em. Đánh tàu ngầm càng nhiều càng tốt. Còn nếu mà cảm thấy đánh không nổi thì mua luôn. Mà chắc thế nào ngày ơi, mình cũng sẽ cố gắng dùng cái mình cố gắng dùng cái gì đó, dùng game để mua mấy cái step anh em. Mình sẽ mua mấy cái step. Ok. Đây mấy anh em nè, mua mấy cái step này nè. Thường là mình sẽ mua 1K7 rim nha, 36 ca tép. Lấy đánh tàu ngầm càng nhiều càng tốt để lấy step nha. Ủa lấy vé chứ lộn. Kiếm step để đi mở gương lấy vé. Ngày mai nó sẽ cho vé tàu ngầm rất là nhiều. Fury 32 giờ nha. Mình để nó ra con nào máy mới rồi mình sử dụng thôi. Ở đây mình đã tích lũy được 65 cái vé này rồi. Cái vé này nè, với lại cái vé màu vàng đó là những cái vé mà mắc nhất trong demo của chúng ta luôn. Đây 1.000 như là 2.000 kim cương, 2.000 rim đó mới được 100 vé này thôi. Và cái màu vàng này cũng vậy luôn. Đây đâu rồi? Ở đây đâu? Đây nè, đó, hai cái vé mắc nhất là vé sao vàng với lại cái vé đầu rồng, hai cái vé VIP luôn. Cái này được có 30, kia mình tích được 65 rồi. Gán đi tới level 6 cái nữa là tích được 20 vé nữa. Euphoria, bây giờ mình sẽ đi Euphoria nha. Càng được phát càng nhiều càng tốt. Ngày mai là trong đây nè, trong đánh là tàu ngầm nè. Mỗi một gương mở là sẽ được vé đúng không? Còn hai lần Fury nữa. Rồi còn một lần nữa.
kinh hồn lắm. Rồi xong. Còn collect food vài lần nữa mới xong rồi. Nhớ là phải cho đều liver nha, quên nhắc nữa. Mấy anh em gác đều liver đi. Còn không đều nhiều quá thì bán. Chứ không thôi là nó mặc định là boss nó rất là mạnh. Còn bây giờ thì mình sẽ up clip ở đây. Và hẹn anh em ở ngày mai đi. Nay mình sẽ làm clip ngắn, mau chóng gọn lẹ. Cái gì đây? Ok, bây giờ thì see you.